khi mà trên cái báo cáo tài chính của một doanh nghiệp đang có một khoản tạm ứng rất lớn, số dư của tài khoản 141 rất là lớn, mà số dư của tài khoản 141 nó thể hiện là số tiền mà doanh nghiệp đang tạm ứng cho cá nhân của một người lao động nào đó, cái người lao động nào đó mà ở trong doanh nghiệp, thì chúng ta mới sử dụng tài khoản 141. Tức là 141 này, thứ nhất đối tượng phải là cán bộ công nhân viên, và cái thứ hai là cái đó, cái người đó là một cá nhân chứ không thể tạm ứng cho một tổ đội nào được. Bởi vì nếu như là một tổ chức, một bộ phận mà hạch toán độc lập ở trong doanh nghiệp, thì người ta không sử dụng tài khoản 141 và người ta sử dụng tài khoản 136. Nên là đối với cá nhân ấy, đối với tài khoản 141 ấy, là chỉ có tạm ứng cho cá nhân thôi, chứ không phải là cho một bộ phận hạch toán độc lập cho doanh nghiệp, được chưa? Đấy, làm rõ cái câu chuyện đó đã. Thế thì khi mà số tiền tạm ứng đó quá lớn, thì liệu cơ quan thuế có được là ấn định cái đó là một khoản cho người lao động vay hay không? Nào, thì cái câu trả lời là không. Do tại sao là không? Là bởi vì nếu doanh nghiệp chứng minh được là cái lý do họ tạm ứng là hợp lý, đúng không? Và đúng theo quy chế tài chính của doanh nghiệp, đúng không? Thì cái khoản tạm ứng đó là đang phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn cái vấn đề là sau này cái đó mà khoản tạm ứng đó khi mà thu hồi về thì có được tính vào chi phí tiêu trừ hay không là câu chuyện khác nhé. Ở đây hoàn toàn là mới chỉ dừng lại ở góc độ là họ thực hiện cái nghiệp vụ tạm ứng thôi. Đấy, thì dừng lại đó nó hoàn toàn chưa ảnh hưởng đến các cái nghĩa vụ thuế. Đấy, chỉ có cơ quan thuế sẽ nghi ngờ là cái khoản tạm ứng này là có thật hay không, hay là anh đang cố tình là làm giảm cái quỹ tiền mặt. Đấy là nghi ngờ thôi nhé. Đấy, kể cả là tạm ứng cho sếp hay là tạm ứng cho ai đấy, thì vẫn cứ là tạm ứng. Nhưng vẫn như là tạm ứng, cho nên là cái đó là hoàn toàn là nếu mà nói rằng là cái đó mà ấn định trong một khoản vay thì thực sự là hoàn toàn là không có căn cứ pháp lý để mà ấn định đâu nhá. Chỉ có điều người ta sẽ yêu cầu doanh nghiệp là giải trình cái khoản đó là có đúng quy chế hay không, đúng quy chế tài chính hay không, không có căn cứ để ấn định đâu. Cái thói quen ở đây, người ta có một cái thói quen là thế này này, là cái thói quen cả vú lấp miệng em ấy, có nghĩa là nào cái này là chắc chắn là cho vay rồi, cho vay rồi thì tôi sẽ ấn định là đây là cho vay, chắc chắn là đã cho vay là phải có lãi vay thì tôi sẽ ấn định lãi vay. Đấy là cái cách hành xử hoàn toàn thì rất thiếu cơ sở pháp lý. Đấy. Cho nên là cái đó ấy, thì hoàn toàn là được cho anh ấn định, nhưng tôi yêu cầu anh ấn định thì anh phải có căn cứ pháp lý. Nêu cho tôi được cái căn cứ pháp lý là nếu thế này thì tôi sẽ ấn định nào. Nó giống như cái trường hợp mà như tôi nói ở cái phần đầu tiên của cái thu nhập khác nhé. Thì đối với trường hợp mà chuyển nhượng vốn ở trong doanh nghiệp mà không theo giá thị trường thì cơ quan thuế sẽ ấn định. Nếu trường hợp chuyển nhượng bất động sản mà thấp hơn giá ủy ban thì tôi sẽ ấn định. Thì những cái đó là một cái cơ sở pháp lý rất rõ ràng để cơ quan thuế người ta sử dụng, người ta ấn định thì mới được. Còn lại những cái trường hợp khác hoàn toàn là chỉ khi cơ quan thuế có thể thế này thì mới có thể là ấn định được chúng ta này. Đó là họ biết chắc chắn là khoản tiền đó là doanh nghiệp đang mang đi cho vay. Họ có bằng chứng là doanh nghiệp đang cho vay và có thu lãi của người lao động. Có một bằng chứng rõ ràng thì lúc đó cơ quan thuế mới ấn định được. Còn nếu không thì không thể ấn định được. Đúng rồi, tôi biết chứ sao không biết, chẳng qua tôi chả nói đến cái ý tôi, ông làm ẩu, không tiền mặt trong két nhiều quá rồi ông lại đang đi vay ngân hàng, thế là sợ rằng là bị loại lãi vay thì ông chuyển sang là tạm ứng 141. Nhưng mà nói thật, cái 141 mà tạm ứng đến 16 tỷ thì cũng nói thật cũng chả ai có thể tin được. Vấn đề ở chỗ là ông không tin tôi, nhưng căn cứ pháp lý để ông ấn định lãi gì thì lại ông lại không có. Trừ khi là ông có cái quy định giống như là cái nghị định 132 ấy nha. Trường hợp mà cho người lao động vay, xin lỗi, trường hợp mà cho giám đốc vay hoặc là người nhà của giám đốc vay thì ngay lập tức rơi vào là giao dịch liên kết. Mà đã là giao dịch liên kết thì cơ quan thuế được quyền ấn định theo giá thị trường. Cái đó thì trong nghị định 132 nói rất rõ rồi. Còn cái này là kể cả là họ có cho người lao động vay, ông làm gì có cơ sở nào để ông ấn định. Thế tại sao mà cái nghị định 132 nó phải ra là vì thế? Nghị định 132 nó phải ra
để làm căn cứ pháp lý sử dụng cho cơ quan thuế ấn định trong những trường hợp như vậy. Thế còn nếu như mà những đối tượng mà không nằm trong cái nghị định 132 thì cơ quan thuế có nhìn thấy rõ ràng đây là một cái mà nguy cơ mà ông đang cho vay rất cao đây, nhưng mà sao nhưng mà cũng không có cơ sở pháp lý nào để mà ấn định. Hay là cái trò như thế này mà tôi đã phải bao nhiêu lần rồi, tôi đã cãi bao nhiêu lần, thanh lý xe ô tô, doanh nghiệp nó vừa mới mua xe ô tô xong, nó khấu hao được có 1 năm thôi, nó mua cái xe ô tô là 1.2 tỷ, nó khấu hao trong vòng 6 năm đúng theo quy định nhá, nhưng mà nó mới khấu hao được có 1 năm thôi, nó bán có 500 triệu, nó bán 500 triệu, thế thì cơ quan thuế vào đòi ấn định là bởi vì là tính là 1.2 tỷ, 6 năm thì cái giá trị còn lại của nó vẫn còn là 1 tỷ, giờ nó bán 500 triệu ấn định 1 tỷ, ấn định 1 tỷ, nó làm gì có cơ sở nào để có ấn định được? Nếu như công chứng minh được nó thực tế nó bán đúng với 1 tỷ, có bằng chứng thì ông ấn định, còn không thì không có một cái cơ sở nào để cho có thể ấn định cái đó được. Cho nên là những cái trường hợp như thế đọc biên bản đều chỉ có nói chung chung là ấn định doanh nghiệp giá thanh lý là 1 tỷ, thế còn căn cứ ở đâu 1 tỷ thì là căn cứ ở trên giá trị còn lại của tài sản, cái đó không phải là căn cứ, không ngay kể cả là cái cơ sở để ấn định mà hiện nay đã được xây dựng rất rõ ở trong thông tư 80, đó là cơ quan thuế sẽ sử dụng dữ liệu thương mại hoặc là các hồ sơ mà cơ quan thuế thu thập được trong quá trình thanh tra kiểm tra. Đấy, thì để làm cơ sở để ấn định, chứ hoàn toàn cũng không phải là lấy theo cái giá trị còn lại của doanh nghiệp để làm cơ sở ấn định. Đấy, cho nên là những cái đó mà ấn định là hoàn toàn rất thiếu cơ sở pháp lý. Chỉ có điều là thế này này, khi mà họ ấn định mà doanh nghiệp không kêu thì mọi việc coi như xong. Đấy, còn nếu như mà doanh nghiệp mà người ta phản ứng, người ta kiện lại, chắc chắn là người ra quyết định ấn định là tội lớn đấy.